Chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Và hôm nay thì Làm Như Thế Nào sẽ cùng với các bạn là sử dụng tái chế một chiếc bóng đèn để tạo lên một bình hoa trang trí trong nhà. Và vật liệu chúng ta cần chuẩn bị một số dụng cụ như sau. Thứ nhất là một bóng đèn. Và Làm Như Thế Nào cũng đã có một clip hướng dẫn cách các bạn cắt phần đuôi bóng đèn ra. Và hôm nay thì mình đã có một chiếc bóng đèn như thế. Cùng với đó ta cần chuẩn bị một chiếc mắc áo để lấy phần các thanh nhôm này. Ta cần nước và một chút cây để trang trí, cùng với hai chiếc kìm, vừa kìm cắt và một chiếc kìm nhọn để uốn. Sau đây chúng ta sẽ đi vào thực hiện. Đầu tiên với chiếc mắc áo thì chúng ta sẽ cắt. Mình đã uốn thành một chân hình tam giác nhìn ở đây. Sau đó các bạn uốn một thanh đi lên. Ở phần này thì chúng ta sẽ lắp phần điện ở đây. Các bạn đo và uốn thanh nhôm này vòng theo chiều của bóng điện. Sau khi uốn xong thì các bạn sẽ được một chiếc giá và một chiếc bóng điện như hình. Các bạn nhớ uốn làm sao để cho cân bằng lực, làm sao cho chiếc giá này có thể đỡ được bóng điện. Công việc tiếp theo đó là ta sẽ đổ nước vào phần bóng. Như đây thì mình đã chuẩn bị một số cây. Các bạn đổ nước vào phần bóng điện. Chúng ta đổ một nước vừa phải. Sau đó thì các bạn thả cây vào. Chú ý phần cây thì chúng ta để lên phần rễ. Như vậy các bạn có thể thấy tác phẩm của ta đã hoàn thành. Phần cây này chúng ta có thể bày trên bàn làm việc hoặc bàn học, khá là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.